Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mèo Peo. Hôm nay thì mình mới tìm thấy một cái map có tên là bắn súng trong xưởng máy. Map này thì của bạn tên là Giang Mèo Cute. À, chữ A còng này có như là chữ A các bạn ạ. Thì ID bạn này là 914561178 các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở phòng tầm khoảng 10 hoặc là 20 người để cho các bạn vào chơi cùng mình. Rồi, để test thử xem là map này có to không ta. Map này để coi em nào. Map này khá là rộng đấy, được của nó là chơi 20 người luôn. Ồ, 4 team này, mỗi team 5 người các bạn ơi. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mẹ Peo các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video mẹ Peo, cũng như bị lỗi hashtag là thằng mẹ Peo và thằng B-team nữa các bạn nhá. Map này thì bị khóa góc nhìn rồi các bạn ạ, nên chúng ta không thể nào mà quay mặt lại được. Ôi, hơi tiếc một chút, đói, góc nhìn bị khóa này. Để coi xem nào, chỉnh team đã, từ ra có nên cần chỉnh team không ta. Monkey D lú phí, Ice Dragon, Subi này, Sina, Creep Boy các thứ, kệ đi, chắc là để nguyên team đi. Team mình có Kiệt Đức, có Phung Nhi, Ben Việt Nam 2K9 này, thôi chuyển bớt thôi bạn ơi. Này, chia đều ra mình. Ủa 18 người này, what the hell, phòng full này thế rồi sao? Phòng full luôn rồi các bạn ơi, thôi kệ đi, chiến luôn các bạn ạ. Chắc là mình nghĩ cũng không cần chỉnh thêm gì đâu nhỉ. Cần chỉnh thêm từ từ, chỉnh một chút đi. Chỉnh bạn này qua đội vàng này. Đội vàng mình sẽ chỉnh Nghĩa Bro của team mình này. Ok rồi, chắc là tạm thời chỉnh thế thôi các bạn ạ. Đó, ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi anh em ơi. Mắt này, mắt tên là bắn súng bắn súng trong cái xưởng máy các bạn ạ. Ok, đây là kiếm này. Kiếm, đây là khổ gì đây? UK5D Baretibon. Ok, đây là khổ thon, khổ ton, khổ gì? Súng ngắm à? Bắn ra quả cầu lửa bắn rồi. Ui, ôi cái đạn này, bắn cả tim bình. Cái khẩu này bắn cả tim bình này các bạn ạ. 300 viên, 300 viên luôn. Wow, mắt này có vẻ xịn nhở. Ok, con khẩu gì đấy, bắn ra gì đấy. Ui, cũng 300 viên luôn, nhưng mà bắn ra bắn ra cái phi tiêu à. Này thì từ nè. Này thì ok, bột mạng tim mèo Peo. Từ hồi báo đã. Bắn này có vẻ hack não nhở. Có cả xe máy này mày đứa ơi. Nhưng mà không lên xe bấy được. Có xe bấy nhưng mà không cho dùng xe bấy các bạn ạ. Mắt này cấm xin đi rồi các bạn ạ, nghe đường đi đâu ấy. Cái đường này không có đi đâu cả. Trước tiên mình phải khám phá bắt đã. Sao bên kia chưa gì đánh nhau kinh thế nhỉ. Bên kia chưa gì đánh nhau ghê thế. Từ ra để anh em đi bèo béo chưa tham chiến thì thôi chứ. Tổng tấn công anh em ơi. Đi bèo béo lên. Ông nào đây, 10 mạng cho team mèo Peo rồi. Lật kéo, uầy. Mấy cái xe này không đi được các bạn ạ. Cái này giống như kiểu bắn nhau trong thành phố, chứ mà phải bắn nhau trong xưởng các bạn ơi. Mini game đại chiến bên ngoài thành phố gì các bạn ạ. Từ hồi báo cái đã. Không kịp hồi báo luôn các bạn ơi. Hiện tại team mèo Peo có 18 mạng rồi các bạn ạ. Đâu ta. Này thì bắn xả đạn bạn ơi. Team xanh biển đang nhiều điểm nhất à. Ok, chúng ta sẽ hạ gục team xanh biển trước bạn ơi. Này, team xanh biển. Bắp này có cả đường hầm. Bắp. Cái gì đây bắp này có cả đường hầm bạn ơi. Wow, bây giờ bên bắp này có cả đường hầm các bạn ạ. Cái xịn của nó phết nhờ. Đẳng cấp dân chơi với bro là mê cung ở dưới lòng đất các bạn ơi. Xịn quá đi. Không, cái này là thông bên này mà. Cái này nó cũng thông bên này mình biết rồi. Ôi dồi ôi, tưởng thông bên nào. Hóa ra thông sang bên này thì cũng bình thường mà. Lúc này chẳng bị đá. Đứng trên cạp hù. Đứng trên cam tưởng không thấy. Tim vàng này. Ôi tim vàng khổ quá. Mình sẽ không bắn tim vàng nữa bạn ơi. Tim vàng khổ lắm rồi. Đâu đấy. Bèo béo pha ke này. Ice Dragon à. Đây chờ tim mình này. Đây là nhà tim mình các bạn ơi. Bên này có ô tô xe máy cái thứ này. Mình sẽ đi kiểm tra nào. Này bắp này có nhiều cái để di chuyển nhở. Xem có chỗ nào không ta. Bắp này có nhiều chỗ hay ho phết mà không lên được này. Cái chỗ này không biết là xem gì đây. Xây mà không lên được các bạn ạ. Bắn này đặt rửa. Đạn phản ở dưới. Thông minh thực sự. Không biết nó có tác dụng không các bạn ạ.
đạn nó ui hết máu. Rồi xong đi luôn rồi, chưa kịp làm gì bận ơi. À đây mèo béo pha ke à, mèo béo pha ke bên này, pha ke bên đó đấu chúng tôi à. Ồ ta mèo béo chui cống tiếp, chui cống. Ồ ôi mấy đứa ơi, có cống này, có cái đường hầm ở dưới lòng đất này mấy đứa ơi. Anh em qua khám phá đường hầm ở dưới lòng đất này. Anh vừa khám phá ra cái đường hầm ở dưới lòng đất xong. À mà, đây rồi, bây giờ rồi. Ui, cái đường hầm này ảo thế nhở. À, hay phết các bạn ạ. Tôi mới khám phá ra cái đường hầm ở dưới lòng đất nha. Hệ, bắp này có cái hệ thống đường hầm nó hay ho phết. Ui, tìm mèo béo ở trăm mạng kìa. Ôi, trưởng thật. Khỏe thế, ai đó lại. Rồi, xong. Map này nó có vẻ nhiều cái hay đó, để mình đi khám phá tiếp nằm map này nhiều chỗ trốn phết nhở. Để coi xem một đoạn nào mình chưa đi không. Với cái nhà này đi rồi này. Ê, sao có cửa nhở, xây cửa nhưng mà lại không vào được. Không cửa vào. Núp à? Cái chỗ này chắc để núp công ạ. Đoạn bên này cái gì ấy? Thế này hết đường rồi này. Đi khám phá bạn ạ. Map này chúng ta có thể vừa bắn vừa khám phá nhá. Khám phá xem vào cái chỗ nào có hay hay không. À đây mèo béo pha kem, pha kem chúng tôi bên này, mèo béo pha ke à. Ok. Bây giờ mình sẽ đi khám phá cái đường hầm các bạn ạ. Để con sẽ ôm bắn này ai quỳ vô cực bạn ơi. Ui, thanh niên ninja lai được đâu vậy hả chấm. Ui, thanh niên ninja lai được chứ là phải từ nào. Ôi, bên team xanh nó có vẻ khỏe bạn ơi. Chúng ta phải đi qua đi clear team xanh trước. Chúng ta sẽ đi clear team xanh trước bạn ơi. Ui, bên thanh niên team xanh được đâu nhở. Căng thẳng bây giờ. Ái da, từ nào. Bắn này đó bộ. Bắn này, đứng đây xả đạn. Đây thì mấy thanh niên kia đứng đâu nhỉ, từ từ nhầm. Đã không thấy mấy thanh niên team xanh chỗ nào bạn ơi. Tụi mình phải đi tìm cái địa bàn team xanh nữa bạn ơi. À đây team xanh đây này. Hồi máu. Chạy thôi. À đường vòng. Đường vòng quay lại trên xanh để rồi. Ủa tôi không phải à? Ủa chết rồi. Tôi tưởng đây đường vòng chứ. Sau lưng kìa. Ồ. Sao có hố lava đây ta? Đây nào ta? Hỏi chấm. Ủa sao tự nhiên có cái hố lava ơi? Bắp này có phải có nhiều chỗ biển đấy nhở? Tự nhiên là có cái hố lava thì mình cũng không hiểu lắm bạn ạ. Tự nhiên có hố lava. Kỳ lạ thực sự bạn ơi. Bắp này hay ta. Này thì team xanh này. Đây. Ôi trời. Từ từ. Cái hố lava như là ta từ từ đoạn đấy. Chỗ đấy có vẻ hơi bị khó hiểu bạn ạ. Cắn bánh mì cảm tử lên. Lên vừa chạy vừa cắn bánh mì bạn ơi. Mẹ béo cảm tử không thể chết được. À tốt. Ôi chim. Rồi xong chết rồi. Cả team họ bắn mình thì mình cũng chịu bạn ạ. Map này nhiều cái hay ho phết nha. Làm gì. Map này thì cấm nhân vật rồi sao mình không nhầm thế bạn ạ. Đúng rồi, cấm nhân vật rồi, kể cả dùng các tay vẫn vậy thôi. Map này là cấm nhân vật các bạn nhá. Ninja Lai chúng tôi. Ui, rồi xong rồi. Không sao, team mình thắng mà. Không phải lo. Này thì đi luôn. Không nói nhiều. Ôi gì ấy.
Điên, không nói nhiều. 169 bạn cho team mèo béo bạn ơi. Hủy diệt đi. Lên hủy diệt team bạn gần ơi. Ui. Hồi máu. Càng quá. Chui hình cống. À. Chui hình cống. Có thỏa xuống đây. Có thỏa xuống đây là. Ôi, không có xuống à? Ê, không có xuống các bạn ơi. À. Nghệ thuật đùm. Anh hùng núp. Ôi, hình như bị phát hiện rồi. Hình như bị phát hiện bạn ơi. Hello. Núp cực mạnh bạn ơi. Mẹ béo núp cực mạnh. Ôi dồi ôi. Bắn hộ một cái. Ôi dồi. Ok thì video chắc là xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mèo béo làm dù nữa thì hãy để lại bên dưới các bạn nha. Bắt này chung ở trên cũng được. Xin chào và hẹn gặp lại.